Thì ngày hôm nay mình đi một nơi khá là đặc biệt ở Sài Gòn, các bạn hãy cùng theo chân mình khám phá nhé. Cụ thể thì ngày hôm nay mình sẽ đi Phù Châu Miếu, hay còn gọi cái tên ngắn gọn là Miếu Nổi. Đây là một cái ngôi miếu cổ nằm trên sông Vàm Thuận tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi qua cầu xã An Phú Đông phía bên Gò Vấp thì các bạn rẽ phải về đường Trần Bá Giao và chạy thẳng một đoạn là sẽ tới bến đò đi ra miếu. Không, ở chùa thì người nó cắn không người ta để. Rồi, đi tàu luôn, 15 ngàn nước đi về. 15 ngàn nước vừa đi vừa về. Mấy người em? 3 4 5 Để sang miếu Nổi bạn phải đi bằng đò. Rồi con đò đã tới rồi. Để đưa chúng tôi ra miếu Nổi đằng kia. Miếu có diện tích khoảng hơn 500m² và được xây gần như bao trùm trên một cồn đất nhỏ hình bàn chân nổi giữa sông Vàm Thuận. Dưới chân cồn đất có nhiều đá xanh nổi xung quanh, do địa hình khá đặc biệt nên còn có tên gọi dân gian là Miếu Nổi.
Theo truyền thuyết vào thế kỷ thứ 18, một người đàn ông trải lưới trên loại sông này đã lưới phải một xác chết người phụ nữ. Ông đã đem chôn lên cù lao rồi lập một đứa nhỏ để thờ an hồn. Ban đầu là một miếu nhỏ bằng tre và lá dừa do các nhà buôn đường thủy cùng các bô lão trong vùng dựng thành, thờ ngũ hành năm mẫu để cầu mong được thuận buồm xuôi gió, thư lộ bình an. Đến nay sau nhiều lần trùng tu thì phủ trong miếu đã trở thành một ngôi miếu khá khang trang, kiến trúc đặc sắc mang đậm nét văn hóa Việt Hoa, là một trong những địa điểm tham quan nổi bật của thành phố.
Đi sông xấu lắm nha.